Trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường như hiện nay thì để giữ vững được thương hiệu và khẳng định uy tín của mình trong các lĩnh vực sản xuất là điều không dễ với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, thời gian qua, các doanh nghiệp của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường và đối tác. Chiến lược xây dựng thương hiệu đã tạo hiệu quả khá tốt, góp phần khẳng định uy tín, trình độ phát triển và năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu về tôn mát có sử dụng cao su làm lớp lót cách nhiệt, gọi là lớp băng tải, để xây dựng nhà xưởng tăng cao. Nhưng loại tôn này hầu hết là từ nhập khẩu. Nhận thấy điều này, chỉ trong 6 tháng nghiên cứu, nhà máy Z175 đã cho ra đời sản phẩm tôn mát này và hiện đã được xuất khẩu sang Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Cái mà chúng tôi làm được tốt hơn cái sản phẩm băng tải Đài Loan ấy, là ổn định được kích thước trên toàn bộ chu vi và được khách hàng đánh giá rất là cao, và họ trong cái thời gian ngắn, chỉ trong một năm thôi, họ đã đặt cái số lượng thay thế có giá trị rất là lớn. Với thiết bị hiện có, Z175 đã sản xuất nhiều mặt hàng chất lượng cao và được khách hàng đón nhận. Sản lượng hàng năm của nhà máy lên tới 48 triệu sản phẩm phụ tùng cao su kỹ thuật các loại. Chủ lực là phụ tùng cao su lắp ráp xe máy Honda, sản lượng gần 2 triệu cái một tháng. Không ngừng nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng là chìa khóa để sản phẩm được đối tác tin dùng. Bên cạnh là nghiên cứu sản phẩm đảm bảo chất lượng thì yếu tố mà tối ưu hóa về mặt chi phí, đây là một cái yêu cầu quan trọng để có thể đưa sản phẩm đi ra xuất khẩu. Và đã làm được sản phẩm đạt chất lượng rồi thì cái yêu cầu về quản lý hệ thống chất lượng, yêu cầu về cái chất lượng mà sản xuất ra luôn luôn ổn định và đạt chất lượng là một cái yêu cầu tiếp theo để có thể là khách hàng có thể tin tưởng sử dụng sản phẩm. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường cũng là hướng đi của nhà máy Z143. Nhà máy từng bước đầu tư dây chuyền, máy móc, trang thiết bị theo hướng sản xuất lớn, sản phẩm đa dạng. Các sản phẩm dây và cáp điện đều đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác. Z143 cũng kết hợp giữa sản xuất với tiêu thụ và đổi mới phương thức bán hàng theo hướng năng động, linh hoạt, xây dựng hệ thống phân phối trên toàn quốc, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu. Hiện tại thì chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành công đạt theo yêu cầu của khách hàng khoảng trên 100 chủng loại sản phẩm để xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ và Campuchia. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì các sản phẩm này được khách hàng rất là tin dùng và đánh giá cao về cái chất lượng sản phẩm. Những sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn tại các thị trường trên thế giới. Điều này tiếp tục khẳng định những bước chuyển mình mạnh mẽ, sự uy tín, đáp ứng sự phát triển bền vững lâu dài của các doanh nghiệp quốc phòng có tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế. Sản xuất hàng kinh tế ổn định thì năng lực sản xuất quốc phòng cũng được nâng cao.